Ok, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay bọn mình sẽ làm cái ô cỏ này. Ô này là hôm nay sẽ là làm giống như mọi hôm mình nói rồi. Là sẽ làm hết tất cả những cái rác bề mặt thì làm xong rồi. Bây giờ là đến rác hữu cơ phần dưới. Bọn mình sẽ quét thật sạch và sẽ dọn thật sạch. Và lúc ấy chỉ còn cỏ thôi. Và cỏ thì ngày mai bọn mình làm, bắt đầu chúng ta hành động. Đây, thì đây, thì công việc nó như này. Bạn Hề cứ kéo đấy. Bạn Hề kéo hết một hàng này, không tớ sẽ quét kéo đấy. Kéo như này ẩn ẩn này đấy để cho nó lên đấy, để cho cát cái đấy, đấy để cả đây này đấy. Được tí cỏ nào hay đấy, còn cỏ không cần cái đó bề mặt thôi đấy, mình chỉ bề mặt thôi. Thì tớ sẽ quét từ đầu kia cái này hôm nay, như đã hứa sẽ làm sạch chỗ này. Thì hôm nay là cái bề mặt thứ hai, bề mặt thứ hai này là dọn những rác hữu cơ 100% là tất cả các rác hữu cơ đấy. Cát chiếc là sẽ cố gắng quét thì sạch, làm thật sạch. Và hôm nay chú Hề đã có thêm bộ quần áo ngoài rất là đẹp, nhìn rất là chuẩn luôn đấy, đấy quá chuẩn luôn đấy. Lìa này có khi cỏ nào cỏ ra vẫn ăn được nhỉ. Đấy. 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 Lìa là rất là đẹp nhé. Đấy. Tuyệt vời luôn. Tiếng xẻng quét 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 quét. Cái đó này là sợ mai 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 khi mình ấy cỏ ấy thì mình ấy thế đời tuyệt vời đâu, đúng không? Chuẩn luôn. Đẹp luôn. Đấy, cứ thế thôi. Thì nó đã sạch một phần rồi. Mình lia đấy là đúng không ạ? Cũng sạch rồi, đúng không? Cái cỏ ở trong trong cái ấy hoa thì mình cứ để lại để cho cỏ nhiều đẹp. Nó mọc lên nó xanh tươi nhiều đẹp. Ok, kết thúc ở đây nhá. Ông đang đấy, em ý mình đang ở đây. Thì mình còn tiếp tục phải nói trước kia chứ. Ok, mình đã trở lại đây. Quét này trông thế thôi. Nhưng rất là nhiều nhiều cát. Đấy, mỗi lần đưa nhẹ nhàng phát là được. Mỗi lần bây giờ mình quét rác này, khi mà dọn ở đường này mình nhớ lại cảnh ngày xưa. Các bạn biết là ngày xưa ấy, mà bố mẹ suốt ngày bảo là đi lau nhà, quét nhà đi, tại sao mới lười nhỉ? Mình nói thật với các bạn, cái công việc một cái nhà ngày xưa nó nhỏ thế nào. Chả có ai nhà to cả. Ở nhà trong làng thì có sân này, có vườn này, thì cái nhà năm gian thì to lắm rồi, mà quét nhà có gì đâu. Mà mỗi lần quét nhà thì mặt phá phung phị, sợ thật. Bây giờ nghĩ lại cái cảnh ngày xưa thì mới thấy là lười, trẻ con ham chơi với khác. Mà bây giờ thế thôi. Bây giờ nói thật chứ nhiều lúc cứ bảo nghĩ, bảo đôi khi phòng mình bảo quét khi chả quét. Đấy, nhưng mà không hiểu tại sao mà mỗi lần đi làm này nhá, đi làm cái công việc này ấy, mà khi mình nhìn thấy nó đang rất là bẩn, nó đang rất khó chịu, các bạn biết không? Khi nhìn nó nhiều rác, nó nhiều những cái ni lông ấy, nó bẩn thỉu ở trên mặt, nhìn nó khó chịu lắm. Thế nên mà khi mà mình
bắt tay vào làm ấy thì lúc đầu thì ngại lắm, ai cũng ngại ngại, nó vừa bẩn mà lắm lúc nó còn có cả mìn. Mìn đây là mở ngoặc đóng ngoặc nhá, là kiểu như là cất đái đấy. Thế mà khi mà làm xong ấy, ui dồi ôi, đặc biệt là 2-3 hôm sau quay lại nó có một trận mưa hay là khô rồi, nó nắng nó khô rồi, nhìn mặt đường nó bắt đầu nó sáng, kiểu như là những cái gạch ấy sáng lên nó sạch sẽ, ui thích lắm các bạn. Tôi nhìn mình mới thấy cái thành quả. Anh em vẫn thế thôi, vẫn cái chủ đích là lan tỏa, lan tỏa. Đấy. Đấy. Lắm lúc có cái hình ảnh của chú Hề ạ, các bạn trẻ đi qua thì các bạn trẻ chào xong hai chú Hề vui đấy. Hôm nay mình đưa dép cao su Bác Hồ cố gắng học tập gương Bác Hồ chúng ta, lao động là vinh quang. Đấy. Đặc biệt là làm những công việc có ích cho xã hội rất là tốt. Đấy. Các bạn biết không, ngày hôm nay ấy, anh em đang ngồi ở ở cây đời, anh em đang ngồi cây đời ấy, thì có một người bạn, người bạn này là người bạn của gọi là chủ tịch Chiến, thì bạn này rất là giỏi, bạn nói chuyện giỏi lắm. Thành công đến đâu thì mình không biết, nhưng mà khi mà nghe bạn nói chuyện ấy, bạn nội lực ấy, bạn ấy do cái công việc bạn ấy làm từ ngày xưa đến nay thì rất nhiều công việc rồi, bạn có rất là nhiều những cái câu chuyện trong những công việc của bạn ấy, đặc biệt là những câu chuyện liên quan đến kinh doanh, những câu chuyện liên quan đến các mối quan hệ hay hàng hóa, nghe rất là vui. Và bạn ấy nói chuyện thì rất là giỏi, có nghĩa là bạn có một cái năng khiếu nói chuyện, đặc biệt là cái nội lực về vấn đề nền tảng kiến thức là một, hay là bây giờ kiểu như tất cả mọi người đang nói là chém gió đấy, bạn nói chuyện hay lắm. Mình luôn luôn muốn kích thích những cái người, người ta có những cái biệt tài riêng đấy, người ta hãy xây dựng hình ảnh người ta đi, những cái nhân hiệu riêng đấy, kiểu gì thành công, nhưng mà quan trọng là kiên trì các bạn. Đấy. Mình thì nói thật với các bạn chứ, đã trải qua cái thời gian dài rồi, từ trẻ đến giờ cũng làm việc này bỏ, làm việc kia bỏ, cũng chỉ vì tính không kiên trì, thành ra nhiều lúc cái sự thành công của mình nó cũng không đến cho mình được thật sự là như ý muốn. Nhưng mà cuối cùng thì mình phải ngộ ra rằng là bất kỳ ai ấy, các bạn cứ nhớ nhé, bất kỳ một ai trong chúng ta, nếu chúng ta kinh doanh một mặt hàng gì đó, chúng ta cứ kiên trì, kiên nhẫn trong vòng khoảng tầm 2 năm đến 3 năm thôi là ok, là sẽ có một tí thành quả rồi. Đấy, nếu mà bình thường thôi, mình không nói là người cực tài nhá, may mắn trong cuộc sống vân 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 ấy, là các bạn đã sẽ có một cái rất tài rồi. Thế nhưng mà 5 năm thì chắc chắn là thành công, tỷ lệ mình nghĩ là 80% với kiên trì con đường đấy là sẽ thành công. Đấy. Cho nên là giờ phút này tuy là tuổi không còn trẻ nữa, mình khẳng định với các bạn là những công việc mới này của bọn mình sẽ liên luôn, bọn mình sẽ duy trì. Ví dụ kể cả vấn đề cây đời, chỉ có mở thêm thôi, nếu có ngành nghề khác là nói thẳng chỉ có mở thêm thôi. Đấy. Còn lại là ví dụ như là về vấn đề mà, tại vì bọn mình đi theo một cái đường hướng mình nói rất rõ nhiều lần rồi, công tác phi lợi nhuận là nhiều. Đấy. Thì vấn đề liên quan đến Việt Nam Clean Up này mình sẽ làm đến bao giờ có thể khả năng là không còn khả năng làm nữa thôi, thì 100% thì nó sẽ đến một cái thành công nào đó. Hy vọng là trong vòng 5-10 năm nữa vẫn gặp các bạn. Đấy. Vẫn có những cái câu chuyện nói chuyện các bạn về những cái vấn đề lan tỏa như này. Các bạn hãy nhớ là vui lắm, một người xem vui, mấy chục người xem cũng vui, tại vì nó là công sức thật mà, 100 người xem vui, cứ thế thôi, cực kỳ vui luôn. Làm việc thì nó mệt đấy nhưng mà nó vui. Tất cả chúng ta hướng tới là hăng say lao động, hăng say lao động thì phải có cái đích, phải có mục đích, và mục đích mình là mục đích tốt thì lúc nào mình vui, lúc nào mình thoải mái, cái tinh thần nó thoải mái thì mình làm được việc thôi. Một ngày như thế đó diễn ra rất yên bình, diễn ra rất là vui, rất là thoải mái. Một ngày nào đó không xa thì cái vỉa hè này nó sẽ rất là sạch đẹp, và lúc đó là một cái thành quả mà lúc ấy chúng ta đứng trên cái vỉa hè này chúng ta rất là vui, và mong rằng là những cái việc lan tỏa này nó sẽ đến với rất nhiều các bạn trẻ. Đấy. Nhiều lúc cứ tập thể dục ấy, con nói các cô các chú các bạn trẻ ấy,
đi làm cả ngày rồi, các cô chú lại bỏ ít thời gian buổi chiều, các cô chú đi ra công viên, các cô chú đi chạy bộ, đúng là thời gian rất là thư thái, rất là tốt. Nhưng mà con nghĩ rằng là tại sao các cô chú nhỉ, các cô bác hay là các anh chị, tại sao chúng ta không đi làm đây nè? Thật sự là vui lắm, các vẫn tập được sức khỏe nhá, vẫn có làm được việc có ích nhá, mà cả xã hội mà cứ như này, mà một buổi chiều mà cả xã hội ai cũng lo cho cộng đồng này, mỗi người bỏ ra 15 phút, thì con nghĩ rằng là Việt Nam này một ngày nào đó Singapore không xa đâu. Đấy. Ok, Singapore họ giàu có, họ có tiền, họ bỏ vào những vấn đề công ích xã hội về môi trường, họ đầu tư máy móc hiện đại để họ rửa, họ đường xá, họ dọn dẹp thì chắc chắn nó đẹp rồi. Thì mình bây giờ thì ngân sách nhà nước thì nó cũng không nhiều, nhưng cái vấn đề lớn hơn còn phải làm, cấp bách, cấp thiết hơn thì phải làm, thì mình dùng một sức thôi. Mà một người không làm được thì tất cả mọi người làm, có tuyệt vời không? Chắc chắn là sạch. Còn nếu mà có ý thức nữa thì không bao giờ cần thiết phải như này. Thì đó là cái chắc chắn đấy. Vui. Con người thì mỗi người một tính. Bán được mấy anh em ở cây đời, có khách đến là vui rồi, khách đến mà vào xem cây cũng vui rồi. Cho nên là bất kỳ lúc nào có mình đấy, chẳng may được tiếp xúc với khách hàng ấy, là luôn luôn mình ra bảo là nếu mà thích cây, chưa có điều kiện mua hay là chưa thích thì đến đây chơi, đến đây chơi, đến quay phim chụp ảnh được. Nếu bạn nào thích kinh doanh, bạn nào thích thử sức với vấn đề kinh doanh của mình online offline thì được cả, cứ đến đấy thôi, đến đấy quay phim chụp ảnh đấy, có hàng hóa mẫu đấy, các bạn cứ làm đi. Có thể là tháng đầu tiên không bán được cái gì, tháng thứ hai không bán được, còn là bán được cây vui rồi thì ta lại tiếp tục bán tiếp. Còn nếu mà không bán được thì vẫn vui mà, ta vẫn có cái thú vui. Thú vui là gì? Thú vui chúng ta đấy, vẫn đến cái chỗ mà ta thích đấy. Cái thú quan trọng, bất kỳ ai có một cái thú gì nó quan trọng. Mình tiếp xúc khách hàng ở cây đời ấy, mình thấy các bạn ấy trẻ, các bạn ấy thích cây ấy. Tại vì bây giờ không ra sống ở Việt Nam thì đặc biệt Hà Nội ở thủ đô ấy, phải thú thật là cũng chật hẹp, chật trội. Đặc biệt những bạn ở xa nhà, phải đi thuê, thuê phòng ở, đôi khi có cái ban công là may rồi. Thì có những cái cây nhỏ nhỏ, xinh xinh mini để phòng rất là hợp lý. Đấy, chăm sóc nó quá tuyệt vời làm thế nào nữa. Chúng ta không cần một cái gì đó nó cầu kỳ hay là nó khổng lồ đâu. Chúng ta cứ nghĩ là đơn giản nhất là vui nhất, cứ thế là vui thôi, không có cái gì. Mình luôn luôn nghĩ thôi, những cái thứ đấy như vậy luôn luôn làm cho gọi là cái tinh thần mình nó sảng khoái được. Làm việc gì mà tinh thần sảng khoái là vui rồi. Thế là cái mỗi cái gương mặt đến mua cây, thế là người yêu trở đến mua cây, thanh toán tiền xong là cầm cái cây về cười. Hoặc là có những người người yêu ấy, giải quyết được một tí cái vấn đề cho gọi là bạn đời của mình, cho người bạn của mình, thế là mua cây xong ra nói chuyện vui. Đôi khi một con thứ kinh doanh, đúng thật có những kinh doanh nó vui, đôi khi giảm giá sâu hết mức đến nỗi hòa vốn vẫn vui. Ở thế thôi, nhưng mà nếu mà những người kinh doanh ấy, thì những người kinh doanh thuần thì bảo mới thật ngu, nhưng không phải các bạn, cứ từ từ, cứ cho đi rồi nhận lại, ắt sẽ một ngày sẽ được hưởng cái lợi đấy. Chứ bây giờ mình cứ nói tài nó giỏi thì không nói được cái gì hết. Cố gắng hết sức vượt qua tất cả. Còn Âu cũng là cái liễn. Nói thế thôi chứ bây giờ nhớ lại thời sinh viên. Lắm lúc có tiền thì không nói, nhưng lắm lúc không có tiền phải công nhận là có những ước mơ rất nhỏ nhỏ. Khó phết đấy. Đối với người đi làm rồi thì người ta có tiền, người ta mua, người ta chơi, người ta ăn. Có những món ngon, mình nói thật với các bạn chứ, đi qua mẹ nhỏ nước dãi. Hôm nay kể câu chuyện mà ngày xưa học cấp 3. Cấp 3 ngày xưa có một chị đấy, phải chị thôi, không gọi cô được. Chị đấy ở tập thể. Chị đấy có một cái gọi là hàng nước nhỏ nhỏ nhỏ. Bán mì tôm này. Tương ớt cổ của mình ấy, tương ớt truyền thống của mình này. Với cả thịt bò khô. Nó thật chứ lắm không có ít hành nữa, hôm nào mà có bát mì tôm úp, có tiền là ăn bát mì tôm úp ngon lắm. Mà hôm nào có tiền nữa lại còn thêm ít gọi là bò khô nữa thì tuyệt vời. Mà sang thế.
Nên đây bây giờ đấy. Hay hôm nay mình kể một câu chuyện nhé, câu chuyện có thật nhà mình. Năm đấy vào trước năm 1990, tại vì ông mình mất thì không nhầm là năm 86, 88 gì đấy. Thì hồi mình bé, nói chung là quanh quẩn khoảng là gần 10 tuổi. Thì hồi đấy bố mình đi nước ngoài về mà. Bố mình có cái táo gọi là táo tàu, bây giờ gọi là táo, quả táo to đấy. Mà nhà nào bây giờ cũng đầy, chả muốn ăn ấy. Nhưng hồi đấy hiếm lắm các bạn. Mình nhớ không nhầm có khoảng mười mấy quả. Mỗi lần ông ăn xong, ông uống thuốc ấy, hay là như nào, hay là bắt đầu vào trước khi ăn ấy, thì là bổ quả ra. Nó bổ là bốn ấy. Ông ăn một miếng thôi, không phải ăn hết đâu, xong rồi để lại, xong là một ngày ăn một quả. Thì đó để, nói chung là bố mình còn phải cho hẳn trong tủ ấy. Khóa lại. Cái tủ ấy xưa, tủ ba cánh ấy. Không hiểu làm sao được đấy. Hôm đấy ông già khóa vội. Thế tủ ba cánh khóa thì đáng nhẽ phải cái khóa này vào trong ấy thì nó không mở được. Lại khóa mẹ ngoài. Cái lẫy nó để ở ngoài. Thế mình nhìn thấy. Mình nhìn thấy này, mình thử mình lấy ra thì mở được. Mình mở được vào, lúc đầu không dám ăn trộm đâu. Mẹ lúc đầu nhòm nhòm thôi, ngửi ngửi. Thì đéo nào thấy thì mẹ thèm quá, nước dãi nước mõi thèm. Cầm mẹ quả chạy mẹ ra cổng, ngoáp hết cả quả. Nhưng mà lúc ngoáp thì ngon lắm, nhưng lúc về thì mẹ cứ ngồi nghĩ quả. Quả này về bố mà đếm mất mẹ quả, đéo được giải thích nào. Thế mà cuối cùng cũng chả sao. Đấy, một quả táo tàu đấy. Mà bây giờ thì các bạn biết nhà nào ăn xong đầy quá quả, có ai ăn đâu. Đấy, còn đấy là nói về quả táo, quả sang nhá. Còn những cái hoa quả mà nhà trồng thôi ấy, nhà xóm trồng ấy, cái chuyện mà đi ăn cắp ấy, đi ăn cắp vặt trộm ấy, mà kiểu đại khái là ổi này, mít này, hay là táo thường này, hay những quả lăng nhăng ấy mà ngày xưa hay trồng ở trong vườn ở ngoại thành Hà Nội ấy, thì mình nói thật với các bạn chứ, cái chuyện ăn trộm mà bị gọi là bắt, bị đấm với cả bị kể bố mẹ về ăn đòn thì nhiều lắm. Đấy, cho nên các bạn trẻ ạ, có những thứ ấy, bây giờ ấy, thì nhìn ở trên mâm nhà mình, nhìn ở trên bàn tiếp khách nhà mình ấy, thì các bạn thấy đơn giản, như có những thời nó đói lắm, nhìn những cái đấy nó như là kiểu như một cái gì đó nó kinh khủng. Còn về trò chơi điện tử nhá, mình kể chuyện các bạn. Ngày xưa nó điện tử 4 nút thôi. Điện tử 4 nút ấy thì phải ra hàng, ra quán, người ta mới có gọi là người ta kinh doanh điện tử ấy. Mà nuôi có tăng này, có cái xe, có cái gọi là cái game tăng ấy. Game tăng đấy nó chỉ tăng đi không bắn ấy. Bắn xe tăng khác này, xong bắn gạch, xong qua bài hay xếp hình. Và đặc biệt có một cái game nổi tiếng là Mario ấy. Các bạn biết là cái game Mario thì quá nổi tiếng, ai cũng chơi, mà nó ngắn, nó đơn giản, thế mà bao nhiêu người nghiện. Xong về sau lại có con chat, con cha là kiểu như là cái game chiến thuật ấy. Game action, game chiến đấu ấy. Đấy, gọi là Zambo ấy. Thế là suốt ngày chỉ mơ thôi, lắm lúc thưởng, học giỏi thưởng được đi chơi hàng tiếng. Mình thì may mắn hơn, đối với mình thì may mắn hơn, thì game thì mình toàn được mua luôn cả máy game về nhà thôi, kể cả game máy game cầm tay ấy, mà đánh điện tử mà đánh xếp hình cũng được mua thẳng về nhà luôn, với là mình có máy game ở nhà luôn. Thế từ đấy đến bây giờ ấy, mình luôn luôn có máy game, từ xong đến BS mình có máy BS 1, 2, 3 có hết, 4, 5 hình như 4 thì không có, nhưng có 5. Đấy, đại khái như vậy. Và cứ thế thôi, bao nhiêu cái game đã qua đời trai tuổi trẻ, trong đó có những cái game mà đến bây giờ mình vẫn chơi, đó là game GTA đấy các bạn. Cứ ngồi nói chuyện, vừa làm vừa nói chuyện này, tuy nó cũng mệt nhưng vui. Nghĩ lại những cái cảnh ngày xưa, thích. Đó là thật bạn, chứ ngày xưa mà đường xá mà nó chuyển có bê tông thì là vui rồi, hoặc là có những cái viên gạch lát này là tuyệt rồi. Mà lát ngày xưa cái gạch xây lát nghiêng, bây giờ có cả gạch lát vỉa hè chuyên dụng rồi, trang trí đẹp rồi. Đấy. Nhưng mà cỏ thì nếu mà người riêng về cỏ thì phải nhiều người đi thì cỏ nó không mọc được.
Thế còn nếu mà không đi thì sẽ là rất là khó. Ok, mình nghỉ nói một chút nhá. Các bạn sẽ được nghe nhạc. Bây giờ là tập trung vào làm. Dạ màn. Nó tí 2 phút rồi. Gần em à? Ra đây. Không ấy, ấy hết ấy. Không, cho hết vào, không cho vào trong trong bao tải đâu. Không cho vào khu kia, kéo ra cái góc kia. Đây là anh em Việt Nam của Liên Đáp thì hôm nay vẫn cứ làm việc đây. Đấy, quý vị thấy không? Cái đoạn này làm rồi thì cái này chỉ là nhá, nhìn kỹ nhá, không bảo là bẩn nhá. Đây là lá rơi nhá, tí nữa bọn tớ quét hết. Quét sạch đi, làm xong rồi quét sạch rồi. Từ đây, quý vị thấy không? Nào đây, đoạn này đang làm, mới làm đây. Hôm nay làm từ đây, và đã ngon đây rồi. Mình sẽ dẹp sạch tất cả những cái liên quan đến vấn đề gọi là cỏ, tất cả rất là đẹp. Kệ đấy, cái đệ đấy, rất là đẹp. Rồi nó sẽ rất là sạch. Dọn tiếp và để cái góc kia mình dọn lên một thể để rác này rác hữu cơ mình muốn để nó mục ra, sau đó mình đổ ra kiểu bãi đất rất tốt, không ảnh hưởng gì cả. Các tiết thì cũng thế thôi, còn những cái chỗ này thì mai khi mà kỹ hơn từ cỏ sẽ được lần nào cũng làm hết được cỏ sạch. Làm như này các bạn thấy không? Nửa tiếng rồi đấy mà vẫn mới chỉ được thế này đấy. Mỗi ngày thì cây đời thì cố gắng bỏ một tiếng ra làm, quay lại cho anh xem. Thì sau đấy một thời gian sẽ có những cái thành quả nhất định. Thực ra cứ làm xong đã thấy có thành quả. Bọn mình mà có máy móc thôi, mình chỉ cần máy móc đầy đủ là bọn mình sẽ làm được những cái khu phố này nhanh trong một ngày là xong. 2 ngày. Chứ bây giờ toàn làm thủ công này thì phải chấp nhận thôi. Các bạn thông cảm nhé. Ngồi nghe mình nói chuyện cũng làm nói chuyện. Bây tập thể dục luôn. Đứng dậy được, đỡ bụng. Đứng lên đỡ bụng. Bọn thông cảm, camera quay ngược đẹp, bút, có thể tiếng nó không tốt lắm.
mình sẽ đi ra. Mạng này nó có nhiều ý nghĩa, thứ nhất là để an toàn, nhưng mà có nhiều nước đường nữa là để cho người dân đi qua đây cũng là rộng rãi, mở trả đá hay là không mở cái gì cả đấy, thì nhiều người hỏi như đấy. Lắm lúc các bạn thấy nó còn bẩn thì các bạn đừng nghĩ nhá, tại vì đây mới chỉ là lần gọi là dọn bề mặt tiếp thôi, còn về sau mình còn làm cỏ xong mình mới làm sạch nữa lần nữa cơ. Đấy, về môi trường ấy, mình cắt cây. Bao giờ mình làm quen, đi xin các anh ấy đi một lần, đi xem các anh làm việc xong quay lại. Hôm nay bọn mình sẽ làm cái khoang này thôi. Cứ mỗi ngày một khoang là sẽ sạch đẹp ngay mà. Thế sau đấy chỉ còn cỏ thôi. Cỏ thì lia một ngày là được. Các bạn trông cỏ đây nhá, làm trông thế thôi nhá, trông ít vất vả hơn nhiều. Các bạn biết tại sao không? Là phải ngồi xuống để cắt cỏ, chứ mình không có máy móc. Hy vọng xong hơn tháng nữa sẽ có máy đầy đủ máy móc. Kêu gọi dần, nhờ các anh em biết được công việc mình làm có ích, không nhận tiền bạc nhé. Chị đã lia bằng cái ơi, tí nữa về về cây đời anh em lại ngồi. Bây giờ có địa điểm rồi, bọn mình không trà đá đấy, chứ bình thường ngày xưa là đi về là trà đá đấy. Nó thôi có cái chỗ để mà ngồi rồi, về đấy còn xem quán xuyến những cái việc gì gấp. Như hôm nay là phải đưa cây đi này, có anh bạn ủng hộ mua cây để tặng cho bên khai trương, bên chi nhánh khai trương mua mấy cây. Cây đấy gọi là cây bàng, gọi là Singapore. Cái chiều cao nó rơi vào hơn một mét rưỡi đó, cả chậu cả chiếc cả biển hiệu. Thế bọn mình đi đặt thì toàn chất liệu tốt thôi, thì nó rơi vào cả gốc, nó rơi vào khoảng 850 đấy. Thì bán cả ship luôn, shipper thì được khoảng 100, tại vì ship cây to mới cả đưa lên tầng mười mấy nữa, thì anh ấy bo thêm 50 nữa, đáng nghĩa 50 thì 100, thì bọn mình được có 300, đấy là cây đời có 300. Nhưng chắc chắn là vài tháng nữa thì những người gọi là chủ chắc không có tiền, tại vì nhân viên lương lủng, đấy, còn muốn là để mà tái đầu tư tiếp thì mong cận sự ủng hộ rất là mạnh của mọi người, thì bọn mình sẽ
40% sau khi trừ hết chi phí này, nhà cửa này, chi phí gốc gác, chi phí thuế má, chi phí nhân viên, thì sẽ mang lại là mua đồ này để phục vụ cái công tác thôi, công tác môi trường thôi, và đặc biệt nữa là những công trình phi vụ lợi thôi. Đó là những cái gọi mình hướng tới thôi. Đấy, nếu mọi người ủng hộ thì cái số tiền của quý vị luôn luôn được có ích. Có thể là bọn mình đôi khi hàng hóa bọn mình nói thẳng luôn nha, hàng hóa mình sẽ đắt hơn chỗ khác. Tại vì bọn mình chọn những cái cây, chính xác luôn là chọn những mặt hàng đẹp nhất ở trong vườn. Đấy, đặc biệt nữa là toàn là xanh xanh đẹp thôi. Thứ hai là khỏe, không có thuốc độc hại. Đấy, toàn những để mà những cái cây đấy là toàn những cái gọi là đồ thân thiện với môi trường. Đấy, và kể cả những cái chậu trước, cho nên là những cái chi phí nó đội hơn rất nhiều những nơi khác. Những cái bác đi bán hàng rong là một, hay là những cái vỉa hè ấy, hay là những cái nhà khoa khác thì phải thông cảm. Thứ hai là mình cho vào môi trường thì mong được sự ủng hộ của mọi người hơn. Cho nên là nếu mà mọi người nhìn được cái giá thì mong mọi người đừng bảo là đắt hay không đắt, không rẻ. Tại vì thực tế là bọn mình đã tính là rẻ nhất có thể rồi. Sau những cái chi phí bọn mình đã cố gắng làm tốt nhất, vì lúc nào cũng làm xanh xanh đẹp mà. Thế thì lại cho nên là kể cả về cây và hay về những cái chất lượng đấy, lúc nào là xanh xanh đẹp và khỏe. Đã sạch đẹp thì phải khỏe rồi. Đấy là cái bọn mình hướng tới. Thì đây, thì hôm nay thì bọn mình chắc là cũng gần xong cái công việc rồi. Thì nó cũng đến đoạn cuối. Thì bọn mình sẽ làm nhanh để tour nhá. Các mình cho nhạc vào nhá. Các bạn nghe lúc thì cũng đã nghe một tâm sự tiếp của tí. Các em nhỏ nhớ nhá, chú Hề ở trong rạp xiếc trông thế thôi, đúng là làm vui cho chúng ta, nhưng chú Hề ở ngoài đời là luôn luôn làm những việc có ích nhá. Đây là một việc rất có ích chú Hề đang làm. Và người đang mặc bộ quần áo chú Hề này chính là trưởng phòng phạm của Tây Đời. Tên thật của anh là Phúc Phạm Ngọc Phúc, và lấy tên họ trưởng phòng về marketing của bọn mình đấy. Mai sau là làm việc về hàng hóa hay là ABC là nhiều người sẽ được gặp anh Phúc. Anh Phúc thì tính thật thà, cho nên là nhiều lúc đôi khi anh ấy nói thẳng nói thật thì hơi khó nghe, nhưng không sao, quan trọng là thật. Gian dối à? Ban quản lý cây đời là không bao giờ đồng ý luôn. Trên đời này nói thật các bạn chứ, đối với mình hay là kể cả chiến chủ tịch, thật thà còn chẳng ăn ai. Nếu mà gian dối, nói thật với các bạn chứ. Mà bọn mình ghét nhất những người gian dối. Riêng thật thà, dũng cảm, ngoan thì cái gì cũng có. Nhưng mà nếu mà nói thật, chỉ cần nói dối thôi, một hai lần mà biết nói dối, dù cái nói dối không ảnh hưởng gì, ao luôn, nói thẳng luôn, không bao giờ chấp nhận thôi. Đó là cái kiên quyết. Tại vì bọn mình đã là môi trường đã xanh sạch đẹp rồi, thì phải lúc nào bọn mình đặt cái tính cách con người lên quan trọng lắm. Thật thà, không gian dối, quan trọng nhất. Đấy là đức tính mà bọn mình luôn đào tạo ở trong cái cây đời. Đấy. Cây đời các bạn thông cảm nhé. Khi vào cây đời xem thì
mỗi một con thành viên trong cây đời ấy đều có những cái hoàn cảnh rất là đặc biệt. Bọn mình thì không như những nơi khác, và muốn tạo ra nơi đấy là nơi mà mang lại cái niềm tin, ý nhất là có một cái sân chơi cho những người kém may mắn một tí liên quan đến vấn đề ngôn ngữ này, liên quan đến vấn đề bệnh tật hay liên quan đến vấn đề cơ thể, có thể nói là khiếm khuyết để chính xác hơn. Ví dụ có thể là nói kém này, giống như mình nói ngọng ấy, mình cố gắng mình chỉnh, mình đến khi mình chưa phải là hoàn thiện đâu nhưng mà cũng ok. Thì mình muốn mong muốn ấy, có những người đấy, ví như bạn Linh ở bên mình, là bạn ấy trước khi mà tiếp xúc với bọn mình mà đến làm bọn mình là bạn ấy không nói được, bạn nó nhỏ lắm, có nghĩa đứng sát với nhau khoảng nửa mét mà không nghe cái gì đấy. Chiến chủ tịch phải bắt phát âm a ô đấy, đại khái thế, suốt ngày thế. Bây giờ này bạn nói được, giờ không dám nói trước ống kính nhưng bây giờ bạn nói được ống kính rồi, có nghĩa là bạn đã tự tin. Đấy là những cái mình cảm thấy thành công đầu tiên đã, còn chưa nói được về cái gì. Hay là bạn xô ấy, thì bạn ấy sinh ra và lớn lên tại một cái vùng đất rất là xa ở Tây Bắc, sát với cả Trung Quốc. Nơi đó là một cái dân sinh ra trong một cái dân tộc đấy là dân tộc thiểu số mà có thể nói là ít người nhất trong các dân tộc anh em của chúng ta. Đấy, bạn ấy cũng thế, rất ngại chứ ống kính ấy, nói năng không tốt lắm, nhí nha nhí nhí, nói chung không tự tin. Thì bây giờ là bạn cố gắng đấy, bạn làm những cái video thì các bạn biết rồi đấy, thì tuy nó cũng rất cần vẫn còn kém lắm nếu so với những người chuyên nghiệp, nhưng các bạn phải nhớ là đấy là sự cố gắng kinh khủng rồi. Mong anh em cho một cái share, cho một cái like để làm sao động viên. Hay kể cả như trưởng phòng Phạm đó, ngày xưa cũng đi làm, đi quân ngũ về, đi bộ đội về, xong đi làm, đi làm xong thì bị tai nạn trong khi làm việc đấy, thì một ngón tay cũng bị mất một nửa. Đi xin việc đôi khi người ta chả cần biết là mình bị sao cả chẳng hạn, thế nên là người ta cũng không bao giờ người ta đề cao mình đâu, tại vì người bình thường chả ai. Bọn mình tạo hết điều kiện, tất cả cơ hội để làm sao để cho bạn ấy về cùng anh em đi nhau từ đầu này. Đấy, các cụ nói rồi đấy, có cơm thì cùng ăn đấy, có cháo thì cùng húp đấy, khổ thì cùng nhau vượt qua đấy, quan trọng nhất là thật thà thôi, chả cần gì cả. Mong các em hiểu được cái tiêu chí của tất cả anh ở đây là thế, không cần gì hơn, không phải tiền bạc nhiều, không cần phải giỏi sẽ đào tạo được, cố gắng tự tin trong cuộc sống đấy. Đấy, bọn mình sẽ cố gắng những cái mạch đời dù họ bị sao, mình cố gắng hết mình để giúp họ. Khi còn nói dối thì dù có thế nào cũng không vào được. Đấy, đặc biệt để chốt lại thì đây cũng là lời kêu gọi, và bọn mình kêu gọi luôn tất cả các bạn trẻ nào có khiếm khuyết nào đó, có thể chỗ này chỗ nọ, hãy đến với cây đời. Cây đời sẵn sàng nhận làm việc, thích bán hàng thì đến đó, thích đi làm những việc công ích đến đó. Luôn luôn mọi người mà giang bàn tay ra, yếu điểm gì sẽ có cách thức, sẽ tạo cho mọi người cố gắng tự tin trong cuộc sống để làm sao là đủ khả năng, đủ trình độ kiếm tiền đấy, để nuôi sống bản thân cũng như là tạo điều kiện. Như bây giờ chiến dịch không đồng là tạo tất cả các điều kiện, bất kỳ ai từ bé đến lớn thích kinh doanh không có vốn cứ đến với bọn mình, bọn mình sẽ có hàng hóa đấy và dạy cho kiến thức cũng như mang đến các nền tảng có thể kiếm được tiền hay các phương thức để làm sao là các bạn ấy có khả năng tự tin để kiếm tiền để nuôi sống bản thân cũng như là gia đình, giúp đỡ gia đình đấy. Cho nên là đôi khi bên mình cái giá thành nó cũng đẩy lên nhiều thứ, thì coi như các bạn làm việc phước đi, mình coi là làm việc phước đi, để chúng ta cùng chung tay với cả cộng đồng để mà giúp sức. Thứ nhất là về môi trường xanh sạch đẹp, thứ hai là giúp các bạn đây, tất cả các bạn có những khiếm khuyết hay là khó khăn trong cuộc sống. Bọn mình không theo cái kiểu là cho tiền, không kiểu là ABC đó, mà bọn mình sẽ cung cấp cái cần câu và cái tự tin là quan trọng nhất trong cuộc sống. Và đến giờ phút này thì nó cũng hết rồi, thì ngày hôm nay bọn mình cũng đủ thời gian như vậy thôi. Và mình hứa các bạn đây, cái thành quả nó như này, và 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái ô kia trong 6 ngày nữa nó sẽ được như thế này. Và khoảng hơn một tuần nữa thôi, mình khẳng định quý vị, nó sẽ sạch sẽ. Và sẽ có 2 ngày cuối cùng là bọn mình làm sạch cỏ đấy, và sẽ giống như kia, bên kia bây giờ chỉ có lá thôi đấy. 100% là như vậy. Phú ơi, còn tí này ấy lốt đi, còn tí này ấy lốt đi, chúng ta không thể để một tí nào luôn. Đã, đi luôn cho đi luôn, đã làm thì làm cho nó đến cùng.
chứ chúng ta không thể không mọi người. Ở đây đây rồi, đây anh quét cho. Làm ở đường cũng như ở nhà. Đấy. Giống như bọn mình phương châm cung cấp hàng hóa đến tay người tiêu dùng cũng như cung cấp đến người nhà, chứ không phải là khách hàng là khác người nhà. Đấy. Khách là người nhà cũng là khách. Thế thôi. Ok. Thì đến giờ phút này thì cũng chỉ là còn phương giáp dọn dẹp lại cuối cùng thôi. Hẹn gặp lại ngày mai nhá. Để tự gì tiếp ngoài. Bye bye. Để góc kia kìa, cũng ơi đừng để góc này. Để tiếp. Để lên yên xe máy ấy. Để yên xe máy đi nhanh hơn.